Ở tập trước, chúng ta đã đồng hành đến con phố Tố Tịch với nghề tiền gỗ. Và ở tập này, tôi sẽ mời các bạn đến Hàng Bạc, là một trong những con phố trung tâm của khu phố cổ Hà Nội. Phố Hàng Bạc tuy có nhiều thay đổi, nhưng cơ bản vẫn bảo tồn không gian phố nghề cho tới ngày nay. Ở đây, buôn bán kinh doanh và sản xuất mỹ nghệ kim hoàn vẫn là ngành nghề chính. Nghệ nhân của phố không còn nhiều. Tôi hỏi mấy người trong phố, họ chỉ đến nhà bà Hoàng Thị Khuê, một trong những gia đình có nghề làm vàng bạc lâu đời. Bà Khuê là con gái hàng đạo, về làm dâu bên Hàng Bạc. Gia đình nhà chồng gốc người làng Châu Khê, Hải Dương. Các cụ thân sinh ra chồng bà là những nghệ nhân làm bạc có tiếng. Các cụ sinh ra ông nhà tôi thì làm nghề lâu rồi. Đến bây giờ thì coi như là cậu con trai này thì cũng cho đi học nghề của cái bậc cao niên hơn. Những người mà bán hàng vàng bạc ngày xưa ở phố Hàng Bạc này thì nói chung là ở làng nghề thì toàn họ hàng con cháu từ ở quê ra, tức là cách đây mấy trăm năm rồi đấy. Gắn bó với cái nghề này lâu rồi thì bác có thấy là những cái sản phẩm bây giờ, cái độ tinh xảo nó có được như những sản phẩm ngày xưa không ạ? Không, bây giờ làm tinh xảo hơn ấy. Cũng phải thay đổi mẫu mã đấy, chứ không phải là cứ làm riêng mấy mẫu cũ là đâu. Sản phẩm của nhà bà Khuê hay vào bất kỳ cửa hàng vàng bạc nào trên phố đã cung cấp cho thị trường nhiều loại trang sức đa dạng như hoa tai, nhẫn, vòng, dây chuyền. Từ kỹ thuật cổ truyền, người thợ đã sáng tạo ra nhiều kiểu dáng, mẫu mã, hoa văn để đáp ứng mọi thị hiếu của người tiêu dùng. Chuyện trò với bà Khuê được bà giới thiệu thêm địa chỉ nữa. Ông Nguyễn Huy Hùng, xưa cũng làm nghề vàng bạc, sẽ giúp tôi tìm hiểu về lịch sử con phố này. Nhiều người dành ăn chè ở đất Hà Nội, ai cũng biết ngôi nhà 93 phố Hàng Bạc. Nhưng ít ai biết, ông chủ bán chè lại là một thợ làm vàng bạc. Chào chào bác. À, chào cháu, ngồi đây cháu. Dạ vâng ạ. Nhà bác thì phố cổ, cho nên là nó cũng chật nhưng mà cố gắng duy trì lại tất cả những cái... những gì đã có các cụ để lại cho từ trước đến giờ. Vâng. Cái nhà này chúng tôi là có trên 200 năm rồi. Phố Hàng Bạc thì nó muôn hình muôn vẻ. Bác thì bây giờ có tuổi rồi, bác cũng không làm nghề về thợ hàng vàng bạc nữa. Nhưng bè bạn anh em thì vẫn duy trì được ngành nghề. Gia đình ông là dân Định Công lên đây làm nghề hàng bạc. Biết làm nghề từ khi còn nhỏ. Xưa là một thợ làm vàng chuyên đánh các đồ trơn. Bỏ nghề hơn 40 năm. Nhưng những kỷ niệm của năm tháng xưa vẫn được ông cất giữ. Theo như ông Hùng kể lại, thì phố Hàng Bạc xưa kia là nơi tập trung những người thợ tinh xảo nhất trong kỹ thuật chế tác đồ vàng bạc của đất Kinh Kỳ. Những người làm nghề này, ngoài một số người dân Hà Nội gốc, còn phần lớn là những cư dân của ba làng khác di cư đến, dân Châu Khê, dân Định Công Thượng, và dân Đồng Sâm, Thái Bình, nổi tiếng với nghề chạm bạc. Đây là gia đình trong dòng họ. Cụ ngày xưa là nghệ nhân Lão Thành, ấy. Cụ là cụ Lương Thành. Cụ đào tạo rất là nhiều thợ. Cụ ở đây ít nhất là phải hơn 100 năm. Không biết là những sản phẩm nào là những sản phẩm từ ngày xưa, từ các cụ để lại. Ngày xưa cụ nhà này là nổi tiếng làm kiềng ở phố Hàng Bạc, kiềng chạm. Vâng, đây là những mẫu truyền thống đấy ạ. Thế ngoài những cái mẫu kiềng này ra thì còn những cái sản phẩm nào? Đây là hàng chạm, tức là nó kéo những cái chỉ nhỏ ấy. Chỉ nhỏ xong là tép từng tí một này. Cái này làm rất là cầu kỳ. Thì những cái hàng này không phải là mấy ai cũng muốn làm là làm được. Gia đình nhà cụ Lương Thành là một trong những nghệ nhân bạc có tiếng ở phố. Giờ nghề của cụ truyền lại cho các con các cháu đến nay đã ba đời. Công việc chế tác chuyển về xưởng, còn cửa hàng chỉ là nơi trưng bày và bán sản phẩm. Trong nhiều sản phẩm như này, có sản phẩm nào gợi nhớ lại cái thời gian mà làm nghề của bác không ạ? Bông hoa này là bông hoa mặt dàn, thì là ngày xưa là các cụ quý cái đôi này lắm. Cái cuống hoa này á là có hai người thợ làm, thì người thợ thứ nhất là làm cái ổ, thứ hai là làm cái cuống này, chính bác là người làm cái cuống hoa này. Tức là cái dáng bông tai này là mốt một thời đấy ạ? Năm
50, 51, 52 các vị là buôn bán này, kinh doanh này, ở chợ Bắc Qua, chợ Đồng Xuân này, rồi phố Hàng Ngang, phố Hàng Đào này, thì các cụ là toàn đeo những cái loại này hết. Cái này thì nó đi vào dĩ vãng rồi, tức là xa xưa rồi. Nhưng bây giờ cũng nhiều cụ người ta vẫn thích, người ta vẫn giữ làm kỷ niệm. Trước là phố Hàng Bạc thì có nhiều nghệ nhân làm những cái sản phẩm cao cấp này không ạ? Cũng đông, như bây giờ các cụ về mới Phật Thánh rồi thì nó cũng mai một. Bây giờ chỉ đếm với đầu ngón tay được thôi. Xưa tôi bé đã nhìn thấy bông tai mặt dàn bà ngoại đeo. Giờ mới biết đó là thứ trang sức ưa chuộng và thịnh hành thời đó. Phố Hàng Bạc xưa không chỉ đúc tiền, làm đồ trang sức, mà còn làm các sản phẩm dân dụng để cung tiến lên phủ vua, phủ chúa. Các đồ chạm bạc tinh tế được các nghệ nhân mang đi trưng bày ở các nơi hội chợ lớn. Khi lên phố Hàng Bạc sinh sống, những người dân làng Châu Khê đã dựng hai ngôi đình. Đó là đình Trương Thị ở số nhà 50 và đình Kim Ngân ở số nhà 42. Đình Kim Ngân tức là thờ tổ ạ, thờ tổ về chế tác đồ tư trang bằng vàng bằng bạc. Đình này có từ rất lâu rồi đúng không ạ? Lâu lắm rồi ạ. Đây là thờ tổ, trong cung là thờ tổ Bách Nghệ. Cung thứ hai là thờ tổ về ngành Kim Hoàn. Thế còn dân thôn Bản Hạt thuộc ba làng tức là Châu Khê, Định Công, Đồng Sâm cũng có tới 600-700 năm rồi. Cái nghề làm bạc này cũng sẽ có một cái ngày giỗ tổ đúng không ạ? Có cái ngày giỗ tổ đấy. Tất cả các nơi đều về đây để thắp hương cúng tổ cả. Đình Kim Ngân thờ Hoàng đế Hiên Viên, một nhân vật có tính chất thần thoại, được coi là ông tổ của Bách Nghệ. Theo lời kể của ông Hùng, đình Kim Ngân khi xưa rộng lắm, nhưng từ sau đợt lũ năm 1972, các hộ dân không có nơi ăn ở, kéo về đình cư ngụ. Đến năm 2010, đình được giải phóng mặt bằng và trùng tu lại. Căn cứ vào một số thư tịch cổ, thì phố Hàng Bạc được thành lập vào thời nhà Lê hoặc sớm hơn một chút. Thời kỳ này và cho đến thời Nguyễn, Hàng Bạc thuộc về huyện Thọ Xương. Đến thời Pháp thuộc, phố Hàng Bạc còn có tên là phố Đổi Bạc. Từ năm 1945, phố được đổi tên thành Hàng Bạc. Theo thời gian, nghề đúc vàng bạc của phố này không còn, chỉ còn lại nghề kim hoàn và chuyên buôn bán đồ trang sức vàng bạc. Nằm sâu trong con ngõ của phố Hàng Bạc, tôi được ông Hùng dẫn đến một gia đình gốc từ làng Đồng Sâm, Thái Bình lên sinh sống. Anh Phạm Văn Bốn và chị Phạm Thị Thủy. Căn phòng nhỏ chưa tới 7m2, kê các dãy bàn chế tác đồ kim hoàn. Công việc chế tác đồ trang sức, hai vợ chồng làm không hết việc, nên anh chị đã thuê thêm thợ làm cùng. Công việc chủ yếu là sửa chữa, làm mới đồ trang sức và đánh một số đồ trang sức đơn giản theo yêu cầu của khách hàng. Nhìn cái xưởng nhà mình chắc là có từ lâu năm lắm rồi đúng không ạ? Và nói chung là bọn em làm thì từ lâu rồi chị ạ. Cái nghề này thì là nó là cái nghề truyền thống rồi. Em cũng là làm nghề nhưng mà là em về cái chạm bạc. Sau đấy là chồng em đi học nghề này mới chuyển sang cái sản này hơn. Rồi. Anh cho em hỏi là anh làm nghề này bao nhiêu năm rồi ạ? Tầm hơn chục năm. Trước đây thì anh có làm ở quê đâu. Theo anh thì là học bao nhiêu năm để thành thạo cái nghề này? Nó cũng tùy đấy, mẫu mã nó phát triển lên thì mình cứ phải làm, nó học mãi. Đây là bầu bể cổ truyền, đây là hàn để cho hai cái vật nó dính vào với nhau. Cái bầu bể này cổ truyền là có hàng vài trăm năm nay. Chân phải đạp để lấy cái không khí lên để đốt lửa. Ngày xưa chúng tôi còn trẻ là cũng đều làm như thế này hết. Thế còn cái này gọi là cái nỉa, cái này là quan trọng số 1 của nghề hàng vàng. Và đây là cái kéo, cái này là gia truyền, chỉ có nghề hàng vàng mới có. Nghề chạm bạc ngày trước ở phố cổ rất có uy tín, nên con phố nhỏ lúc nào cũng nhộn nhịp khách. Phố Hàng Bạc không chỉ còn những người dân làng Châu Khê, Định Công, Đồng Sâm làm nghề, mà rất nhiều thợ tài hoa từ khắp mọi miền đất nước đổ về đây hành nghề. Đi một vòng, nhìn lại những nhà còn chạm bạc vàng không còn nhiều. Có lẽ người ta đua nhau nhập mẫu mã vàng bạc về rồi tự chế tác bằng máy móc, nên nghề chạm bạc thủ công khó tồn tại được. Câu chuyện về phố nghề cần phải giữ gìn như thế nào luôn là điều lo lắng của những người thợ bạc nơi đây. Rời phố Hàng Bạc, tôi tiếp tục tìm đến phố Hàng Đồng, nơi xưa kia chuyên làm gò đồng, phục vụ nhu cầu của người dân phố thị.
khoác trong mình vẻ thâm trầm như bao con phố cổ khác của Hà Nội, phố Hàng Đồng tĩnh lặng với những mái ngói nâu, tường cũ và những căn nhà dạng ống, hẹp nhưng sâu hun hút. Phố Hàng Đồng gắn với việc kinh doanh mặt hàng đồng và chỉ duy nhất một gia đình còn làm nghề gò đồng, lưu giữ lại đặc trưng của đất kẻ chợ xưa kia. Dừng chân tại cửa hàng Vinh Thắng số 32 Hàng Đồng, anh Nguyễn Xuân Thắng đang mê mải gò một món đồ do khách đặt, mặc cho dòng người qua lại, tiếng ồn ào mua bán hàng hóa vọng bên tai. Quả thật, giữa dòng chảy cuộc sống, bắt gặp một người thợ thủ công đang còng lưng lách cách gò đồng là vô cùng hiếm hoi. Em chào anh. Chào em. Em có đi dọc phố Hàng Đồng thì thấy là như cả phố mình có mỗi anh là còn ngồi làm đồng này đúng không ạ? Phố này bây giờ chỉ có mỗi tôi làm. Ở phố Hàng Đồng này là toàn dân từ làng nghề Đại Bái lên đúng không ạ? Đúng rồi. Ngày xưa thì cả phố này là buôn đồ đồng. Xong rồi về sau thì các cụ mới ra làm gò thứ. Anh học nghề này từ năm bao nhiêu tuổi ạ? 9 tuổi. Năm nay được tầm độ khoảng 45. Anh là sinh ra ở trên phố Hàng Đồng hay là... Sinh ra ở làng, ra từ nhỏ. Trước đây là có những ai làm nghề và sống ở đây ạ? Ông nội là bố mẹ anh ở đây hết. Phố Hàng Đồng mình trước kia là thường bán những cái sản phẩm đồng như nào ạ? Đó, bán những cái lồi đồng điếu này, mâm này, chậu này, với cả chiêng lệnh. Nó bán y như bây giờ, đa số là đồ gia dụng. Nếu như để một người thợ học thành thục cái nghề này chắc mất thời gian khá là lâu đúng không? Cái này nếu như mà bảo nhà gì thì là phải làm từ nhỏ. Chứ lớn lên khi mà tay chân nó đã cứng rồi thì có mà học cũng chả bảo. Không biết là bây giờ trên phố này thì còn nhiều người già còn làm nghề này không ạ? Già quá rồi cũng chả làm được cái gì. Mà có một số người người ta cũng chuyển đi. Đi lòng vòng thêm mấy cửa hàng xem đồ đồng và cũng để hỏi trên phố còn những ai biết rõ về phố này. Nhiều người đã chỉ sang nhà bà cụ Nguyễn Thị My ở số nhà 20. Bà cũng là người làng Đại Bái lên phố sinh sống làm nghề. Sống bao năm ở Hà Nội, bà vẫn giữ nguyên cái giọng quê Đại Bái, Bắc Ninh. Nhà bà vẫn giữ nghề truyền thống. Đến đời con trai út của bà thì do yêu nghề gò đồng, đúc đồng nên đã theo học mỹ thuật, ra làm nhà điêu khắc chuyên làm đồ đồng trang trí nội thất. Bố để ra tôi thì làm nghề thợ bạc. Được nhà nước tặng cho cái nghệ nhân đấy. Ở cái làng Đại Bái đấy thì là cụ Nguyễn Ba Quý đấy. Cụ ông là sinh ra mấy người con ạ? Mấy người. Mấy người làm nghề ạ? Có mỗi mình tôi. À, bà học nghề từ năm bao nhiêu tuổi ạ? Bé già lên mấy lên 8 đã đấy. Cũng biết làm rồi. Ví dụ như là những cái bố mẹ thì gò những cái to. Thế còn mình bé mình không làm được thì rửa. Thế hoặc là mình xếp vào để cho đi bán. Thế là lâu rồi bà còn về làng không ạ? Có năm nào cũng về, ngày 29 tháng 9 là dỗ tổ của làng. Ở đâu cũng về, có người ở miền Nam người ta cũng ra rồi, các nơi là về hết. Bà ấy là phụ nữ mà làm nghề đúc đồng này thì chắc là cũng vất vả lắm bà nhỉ? Đúc thì có ông nam giới có ông đúc chứ, còn mình chỉ có làm những cái việc bên ngoài thôi chứ. Việc nhẹ thôi. Càng những nhà nghèo thì lại càng phải làm nhiều. Con gái phải làm nhiều, vất vả. Thế nhưng còn những nhà giàu thì con gái nó không phải làm, nó đi bán. Bà ơi, thế cái phố Hàng Đồng của mình ngày xưa là khác bây giờ nhiều không ạ? Khác nhiều chứ. Ngày trước là từ hai dãy Hàng Đồng này là toàn bán đồng thôi. Con cháu bà là có ai theo nghề này nữa không ạ? Hiện giờ thì có cái anh út, anh ấy bán hàng ở đây. Nhà tôi là quê cha đất tổ là làm chuyên môn. Con gái đi lấy chồng thiên hạ không làm được nghề. Cứ làm không biết làm sao xong rồi lại bỏ. Các cụ mới có cái câu ví rằng là khi mà làm cái nồi đồng ấy thì mới gọi là cô kia má đỏ hồng hồng. Cô đi lấy chồng, cô bỏ quê cha. Đến khi tuổi đã về già thì quê chồng cô lại bỏ, cô lại trở lại quê cha, cô lại về. Sau hai câu chuyện của anh Thắng và bà My thì tôi mới biết rõ phố Hàng Đồng chính là nơi ngụ cư của người dân làng nghề Đại Bái, tỉnh Bắc Ninh và số ít người dân buôn bán đồ đồng làng Cầu Nôm, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Phố Hàng Đồng trước kia thuộc thôn Yên Phú. Thời Pháp thuộc, hai phố Hàng Đồng và Bát Xứ hợp lại một, có tên là phố Hàng Chén. Sau này khi chia tách, phố Hàng Đồng nối từ ngã tư Hàng Vải, Bát Xứ tới phố Hàng Mã và việc kinh doanh cũng như gò đồng
tập trung phần lớn ở cuối phố. Đối diện bên kia đường nhà bà My là nhà anh Nguyễn Văn Cường, cũng là dân làng Đại Bái. Xưa anh cũng làm nghề gò đồng, nhưng sau chuyển sang kinh doanh đồ đồng. Mọi sản phẩm của nhà đều lấy từ xưởng Đại Bái mang lên Hà Nội bán. Ngày xưa các cụ ở Bắc Linh ra, nó ra đây thì lập nghề ở đây sản xuất từ năm 70. Bây giờ coi mình thế hệ con cháu thì giờ tiếp tục coi phát huy cái nghề đồng của các cụ. Ngày xưa là nhà mình có sản xuất các sản phẩm ở tại cửa hàng không ạ? Có, ngày xưa thì phố vắng vẻ thì sản xuất được, bây giờ nó đông chật chội thì sản xuất về nơi khác. Đây mình chỉ giới thiệu sản phẩm thôi. Xưởng là sản xuất những cái sản phẩm gì ạ? Sản xuất những cái cổ truyền, những cái mâm này. Đây này, mâm này. Cái tranh chữ này, còn những cái đỉnh đây. Đây là cái hàng thủ công mỹ nghệ này, rất là lâu đời rồi. Người ta khảm vàng, khảm bạc, nó gọi là tam phí. Ngày xưa là ở con phố Hàng Đồng này là cứ đi đâu xa về đây là tiếng gõ búa, tiếng giọt này, tiếng gò là vang lắm. Hầu như ở nhà nào là cũng có thợ làm ở tại chỗ này. Không chỉ có nhà anh Cường mà các cửa hàng phố Hàng Đồng đều lấy sản phẩm từ Đại Bái. Câu chuyện tìm hiểu về phố nghề lại đưa tôi trở về làng Đại Bái, nơi gốc gác của người dân Hàng Đồng. Về tới đầu làng, các cửa hàng bán đồng san sát sầm uất như trên phố. Đại Bái có tên cổ là làng Bưởi, cách thủ đô Hà Nội khoảng 35 km. Đền thờ tổ nghề, ông Nguyễn Công Truyền và các vị hậu tiên sư được dân làng dựng lại năm 1992. Đại Bái từ xa xưa đã nổi tiếng là làng thủ công truyền thống, chuyên sản xuất đồ đồng, phục vụ dụng cụ gia đình. Ban đầu mới chỉ là son nồi thô sơ, sau mới có ấm, mâm, chậu thau. Cho đến đầu thế kỷ thứ 11, nhờ công của ông Nguyễn Công Truyền, dân làng tôn ông là tiền tiên sư, bởi ông là người biết lo tổ chức sản xuất cho làng nghề và sáng tạo mẫu. Về đến làng, tôi được ông Vũ Viết An trong ban quản lý di tích làng Đại Bái đã nhiệt tình dẫn tôi đến các nơi sản xuất đồng. Điểm đến đầu tiên là nơi nấu và đổ khuôn đồng. Ông An xưa cũng là thợ gò đồng, nên ông biết rất rõ các quy trình làm đồng. Đây là lò đang đúc da đồng. Cái nguyên lý của nó dùng bằng cái lồi phấn trì, nó chịu nhiệt rất là cao. Trong quá trình luyện đúc đồng có thể hàng tháng rồi nó mới hỏng. Cái đồng này thì sẽ nung trong khoảng thời gian như thế nào? Theo cái kinh nghiệm mà khoảng độ 1.400 độ chảy thành nước sau khi kiểm tra được nước đồng đổi ra khuôn. Chứ còn không dùng đồng hồ đo nhiệt độ. Thế cái lò đất sét đấy thì ở trong làng mình bây giờ mà còn bây ai giờ dùng? Bây giờ là cái di tích ấy chỉ là di tích thôi, xóa mất rồi. Anh em bắt đầu đổi ra khuôn này. Đấy, thế là nhìn nhá. Đấy, nước đồng đấy, nó phải như thế này thì mới rót được. Nhiệt độ cao lắm đấy. Trong quá trình mà chậm đi độ 100-200 độ là đồng sẽ đông trên bát. Phải thi công thật nhanh. Phải làm nhanh tay đúng không? Vâng, nhanh tay. Trong khoảng độ vài ba phút là phải đổ bằng xong. Chậm tay là hàng nó sẽ dạn và nó không liên kết. Ở đây là nhà nghệ nhân Nguyễn Văn Chiến, là người hiện đang gò nồi đồng. Làng Đại Bái xưa chia ra các phường chuyên gò nồi đồng, phường làm mâm, phường làm ấm, phường làm chậu thau, phường làm thau lá, rút dây đồng làm hàng bạc và một phường hàng chợ chuyên mua bán để cung cấp nguyên vật liệu và tiêu thụ hàng hóa. Mỗi phường đều tập trung một xóm để tiện việc sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Làng này thì vẫn 50%. Anh Chiến, em có nhìn thấy cái sản phẩm nồi đồng của mình ở ngoài kia thì đấy có phải là sản phẩm truyền thống đấy không anh? Đấy là cái nồi đồng lấu rượu. Ngày xưa các cụ làm cái loại nó bé bé thôi, 5-7 cân thôi. Giờ tiến tới làm to lấu 20-30 cân, có cái 60-70 cân gạo. Làm được hoàn thiện cái sản phẩm thì mất thời gian không anh? Ngày xưa thì mất thời gian nhiều lắm, bây giờ nó có máy móc hỗ trợ. Thì là nó nhanh. Ngày xưa nếu như các cụ làm một tuần mới được một cái lồi, nhưng bây giờ làm một ngày có phải 6-7 cái. Tôi được ông An kể lại rằng xưa Đại Bái có nghề đạp thau, tức là làm mâm thau, chậu thau, nồi thau rất khéo.
gọi đồ thau vì chúng được làm bằng đồng thau. Nồi đồng bưởi tốt có tiếng trong vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thế cho nên đại bái gọi là bưởi nồi. Và có câu ca truyền tụng trong dân gian rằng muốn ăn cơm trắng cá trôi thì về làng bưởi đánh nồi với anh. Đây là cái đè truyền thống của người làng quê Đại Bái từ lúc có nghề, từ thế kỷ thứ 9. Sau khi cụ tổ truyền nghề xong thì mọi gia đình tự sản xuất và phải có một cái này để dùng nó dát cái miếng đồng nó ra hoặc dát miếng nhôm nó ra. Không có cái đè này không bao giờ làm được nghề. Thế thì người con gái mà khi ở nhà với bố mẹ thì phân loại được là kim loại màu gồm có này đồng ra đồng, chì ra chì, nhôm ra nhôm và thiếc ra thiếc và các cái kim loại khác. Thứ hai, khi người con gái trưởng thành phải đi lấy chồng thì bố mẹ đẻ chỉ cho mình một cái đe và một cái búa để mang về để làm một cái nghề mưu sinh. Bí truyền của làng nghề cũng là một cái cách các cụ rất phong kiến. Người con gái lấy chồng làng là được có cái này, còn đi lấy chồng ngoài cái làng Đại Bái ra là không bao giờ có cái này. Chú ơi, cái này có phải gọi là cái búa không ạ? Thời nay gọi là búa gò, nhưng thời xưa gọi là dùi gò. Đây là cái dùi vã, để vã. Vã là gì ạ? Vã là cho toàn bộ cái mặt phẳng của nó và tạo cái hoa lên. Sau khi mà hàng đã tạo thành một cái định hình cố định rồi, đúng hình dáng rồi, thì cái lấy cái này sẽ vã những cái hoa như thế này để tạo độ nhẵn là 1, độ cứng là 2 và độ phẳng là 3. Cái mỹ thuật là cái này là cái giai đoạn cuối cùng phải dùng cái dùi vã này. Xưởng nhà ông Nguyễn Văn Lục là xưởng lớn làm đồ tam khí. Khảm tam khí là nghệ thuật phối kết ba kim loại quý trên đồ đồng. Đầu tiên vẽ mẫu phong cảnh, nhân vật, họa tiết trên sản phẩm đồng đúc, rồi đục sâu các mẫu đó. Tiếp theo là gắn vàng, bạc vào những mẫu đã đục, làm thành tác phẩm hoàn thiện. Khảm tam khí rất công phu, tốn rất nhiều thời gian, công sức, có khi hàng năm mới làm xong được một sản phẩm. Đây là đang làm công đoạn gì hả chú? Đây là công đoạn đang lấy cái rãnh để sau này dện bạc vào thì nó tạo lên một cái hoa văn theo cái hình mẫu đã dán ở đây. Bên kia là bắt đầu cho dây bạc vào, những cái dây rất là nhỏ này tạo thành hoa văn như thế này. Làm bao nhiêu lâu thì xong được cái này? Cái này phải hàng tháng. Đây là mẫu sau khi đã đúc rồi xong là làm nhẵn này, lấy chỉ này, đây, tạo chỉ là sau đó dán hoa văn là chạm chìm, chìm là dát bạc vào. Nếu như bên khách hàng yêu cầu bằng vàng thật thì sẵn sàng có dây vàng chạm thôi. Mọi sản phẩm trong làng đều phải qua một khâu rất quan trọng, chính là tạo khuôn. Người dân trong làng lấy đất bờ sông Bái Giang và lấy bùn ao để trộn với than, chấu, rơm. Ngày nay người thợ thêm giấy thay cho rơm, nhưng cơ bản vẫn giống nhau về mục đích kỹ thuật là làm cho khuôn bền, nhẹ, xốp, dễ thoát hơi, mềm dễ ấn để in rõ hoa văn. Sau khi các loại đất đã được chuẩn bị, người thợ sẽ đắp vào thân hai mảnh khuôn. Ngồi trò chuyện với hai cậu bé của làng Đại Bái về cách làm khuôn, tôi mới hiểu rõ công đoạn này làm rất mất công. Nghề gò đồng Đại Bái qua nhiều thăng trầm đã không dừng lại với trình độ thủ công ban đầu, mà phát triển mở rộng sang các loại hình đòi hỏi trình độ cao như chạm khắc hàng mỹ nghệ. Đó là xu hướng tất yếu, xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội. Và rồi những sản phẩm này lại đưa đi khắp mọi miền đất nước, trong đó có phố Hàng Đồng. Trở lại phố Hàng Đồng, khi ánh dương đã tắt hẳn, người dân trong phố bắt đầu dọn hàng. Nhà anh Thắng cũng như nhiều gia đình khác, đóng gói từng món đồ vào thùng. Công việc đều đặn hàng tháng, hàng ngày là vậy. Sáng mở hàng bán, chiều tối thu dọn hàng nghỉ ngơi, để ngày hôm sau bắt đầu như ngày hôm trước. Phố Hàng Bạc ban ngày đông vui nhộn nhịp là thế, nhưng về đêm, sải bước chân đi trên con phố, dưới những tán cây cổ kính, mọi cái dường như lắng đọng hơn, trầm mặc hơn. Mọi cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại những biển hiệu im lìm dưới ánh đèn vàng lung linh trong tán lá. Bao thế hệ đã sinh ra và lớn lên trong dãy phố này. Một ngôi nhà, một góc phố, một gốc cây, có khi chỉ là một âm thanh, một đàn hương, một sắc màu, cũng làm tái hiện bao ký ức thân yêu và gợi cảm mà nhịp mưu sinh đôi khi biến ta thành kẻ hững hờ. Đêm của phố cổ, của những phố nghề Hà Nội là thế.